xin chào tất cả anh em nhá. Quay trở lại video ngày hôm nay tiếp tục lên sóng test ra cho anh em con đẩy bốn vây test 100 với chạy quá. Anh em đang đánh với một con loa PV trơn phát 40 này. Đấy, từ 2100 quá nhá. Đấy, mã SP2G. SP2G 340 từ 2100 với công suất max 1200, trở kháng 8 ohm, thiết kế 4 cổng các kết nối 6 ly đây quá, sản xuất tại Mỹ Made in USA, loạt trạng đẹp xuất sắc, cặp này đang giá đầu tư 19 quá nhá, bao nguyên zin nguyên bản cho các anh em, bao đẹp cho các anh em, cặp 7 SP2G.